Mà xin chào các bác nhé. Em đang dọn kho thì thanh lý luôn này. Đấy, còn cặp thanh lý cho các bác này. Cặp này DV3 này, đấy, DV3. Đấy của dòng Onkyo, đấy cái dòng phân tần của Onkyo. Đấy thì còn cặp em thanh lý nốt cho các bác nhé. Đấy. Lần trước em về được một lô nó khoảng gần 30 cặp em sơ hết rồi. Là mấy bác đặt hết rồi, còn cặp cuối em xả lốt cho các bác cho nó nhanh gọn này. Đang dọn kho mấy hôm nay dọn cũng không lên được video, bận chưa lên được thì đấy, còn cặp cuối em vừa mới soạn đồ thứ giặt thì còn cặp ở đây thì em quay luôn cho các bác nhé. Đây, dòng Vân Tần đây. Đấy, hai ở đây là dây bát và dây tép này. Đấy, mỗi một cặp thì nó sẽ có một dây bát dây tép riêng này. Đây. Đấy, xanh này là có thể là xanh là bát này, đỏ là tép này. Đấy thì các bác phải tự kiểm tra lại xem nhá. Em không nhớ rõ lắm đâu. Đấy, thì phải có kiểm tra, còn đây là cái đầu nguồn cấp vào này. Đấy thì đây có hai quận cảm, hai tụ đây, các bác nhìn này. Đấy, rất là khủng luôn. Dòng tụ đứng này. Đấy. Đây. Đấy. Ok nhá. Đấy thì còn cặp cuối em thanh lý nốt cho các bác, giá là bình thường của nó là 280 một cặp. Đấy nhưng mà thôi, cặp cuối em thanh lý nốt cho các bác là 230 nhá. Đấy cặp này em chỉ để một cặp thôi nhá. 230 này là giá này là em chỉ để duy nhất một cặp này thôi nhá. Đấy, xả một cặp gọi là thanh lý nốt cho các bác cho nó nhanh. Thì em đỡ phải cất cái thứ nhá. Đấy, còn cặp cuối thì em xả lốt. Nói thật các bác đang dọn vẫn đang vận chuyển đây. Đấy, hơn chục người đang vận chuyển tiếp cho nó lốt công việc. Cho nó nhanh gọn để còn bàn giao lốt cho cái họ cái nhà. Ok các bác. Đấy. Đấy, còn cặp cuối thì các bác thông cảm nhá. Mấy bác lần trước mà mua giá 280 đấy thì thông cảm cho em, tại vì là em bảo rồi thì cứ cái gì mà cuối cùng là em sẽ xả lốt cho các bác nhá. Đấy, cứ cặp cuối là em xả lốt. Đấy thì thôi tính các bác là 230. Đấy. Thế cho nó nhanh nhá. Bình thường cặp này em nói thật các bác toàn 280 hết, không có cặp nào mà dưới 280 cả. Đấy nhưng mà thôi, em đang dọn kho thì nó bừa quá thì nó thật, có bây giờ mà đi cất nó lách nhá lách nhách, còn cặp cuối nó chả đây làm cái gì. Thì thôi em thanh lý lốt cho các bác nhanh nhá. Đấy, thì bác nào chốt thì alo luôn cho em để em đóng hàng em gửi luôn. Giá là 230. Đấy, vâng. Tính ra là có 115.000 một em. Đấy. Thì mọi thông tin này, đặt hàng cứ gọi cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Các cái đầu kẹp của nó vẫn còn nguyên này. Đấy, em thấy từ bên đấy về nó vẫn còn nguyên đầu kẹp các thứ này. Đấy, các cái đầu này vẫn còn nguyên thì về các bác chỉ việc cắm vào là xong. Này. Tiện lắm. Vâng. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.